Đây là bài viết Một ngày trong mơ, 10 thói quen khiến mình hạnh phúc của tác giả Lily Trương. Còn mình là Khánh Linh, chúng ta cùng bắt đầu bài viết này nhé. Ngày hôm nay của bạn thế nào? Hạnh phúc, bình an, vui vẻ hay chỉ đơn giản là một ngày bình thường như bao ngày khác? Tôi tự hỏi rằng nếu mình có một điều ước, một ngày của tôi sẽ như thế nào? Sau một hồi thiền định và suy ngẫm, tôi chợt nhận ra cuộc sống của tôi ngày hôm nay chính là cuộc đời trong mơ của mình. Một ngày trong mơ ấy sẽ là một bức tranh bình dị với những gam màu trung tính. Buổi sáng. 1. Dậy sớm. Mình thức dậy vào 4 giờ sáng, sau khi làm nội vụ, tức là đánh răng, rửa mặt, mình sẽ ngồi thiền khoảng 15 phút. Thiền định giúp mình tập trung vào hơi thở và khoảnh khắc, giúp mình nhìn nhận vào cái tôi của bản thân và không bị sao lãng bởi những yếu tố bên ngoài. 2. Viết. Ngồi vào bàn làm việc, đầu tiên mình sẽ thực hiện một nghi thức của bản thân. Lấy sổ ra, mỉm cười và viết lên đó 3 điều mình biết ơn ngày hôm nay đã mang đến. Điều mình biết ơn không cần phải là những điều to lớn, chỉ đơn giản là 1. Có wifi để đọc và viết. 2. Có một bữa sáng giản dị và ngon. 3. Có một gia đình ấm áp, ba mẹ và em trai tôi vẫn ở bên tôi, họ đang ngủ ngay lúc này. Hay có những hôm điều mình biết ơn chỉ là trời nắng, có sân bóng rổ để tập, được hát trong phòng tắm thật to mà không bị ai nghe thấy. Những điều nhỏ bé trong cuộc sống tưởng chừng không đáng để lưu tâm, nhưng lại là những mỏ neo cảm xúc nhắc nhở rằng mình vẫn là người hạnh phúc. Sau khi viết 3 điều biết ơn, mình sẽ đọc và viết trong khoảng từ 4 giờ 30 đến 6 giờ sáng. Pha một cốc trà nhẹ, mở cửa sổ và đón không khí tràn vào buổi sớm. Mình ngồi bên những chậu cây nhỏ ngoài ban công, thả mình cùng con chữ và những suy nghĩ vẩn vơ vào trang giấy. Có những lúc mình gõ trên laptop, nhưng có những khi mình lại viết trên giấy vở. Viết trên giấy đem lại cho mình cảm giác chân thực, từng con chữ, từng trang văn như tuôn ra hết nỗi lòng. 3. Tập thể dục. Mình là người năng động, nên một ngày trong mơ không thể thiếu hoạt động tập thể dục được. Mình tập workout, bóng rổ và chạy bộ. Ngày xưa thì mình còn tập võ và bây giờ vẫn duy trì các bài quyền cơ bản để điều hòa khí huyết. Các bài tập mình xây dựng lịch trình đan xen để không bị nhàm chán cũng như là tạo nên sự hứng khởi khi tập luyện. Cuối tuần mình sẽ chơi bóng rổ, những ngày thường thứ 2, 4, 6 mình chạy bộ ở công viên, còn thứ 3, 5, 7 mình tập workout tại nhà. Bạn đều biết vận động hợp lý sẽ giúp não bộ tiết ra dopamine, giúp bạn hạnh phúc hơn. Nhưng với mình, tập thể dục còn giúp mình yêu thương và chấp nhận khiếm khuyết của cơ thể. Đó là quá trình thử thách sự dẻo dai và kiên nhẫn, dần dần nới rộng giới hạn và sức chịu đựng của bản thân. Mỗi bài tập mình thường cố gắng tập đủ 3 phần, bao gồm khởi động bằng cardio tăng nhịp tim, HIIT hay là High Intensive Interval Training, warm up, tập cơ, tức là bài tập chính, giãn cơ, recover. Bình thường các bạn sẽ luôn tập vào phần chính và bỏ qua khởi động và giãn cơ. Tuy nhiên, mình khuyên các bạn nên tập đủ cả 3 phần để tránh việc chấn thương và đau cơ sau khi luyện tập. Tất nhiên, nếu bạn tập đúng kỹ thuật, có thể vẫn sẽ đau, nhưng khi giãn cơ, nỗi đau ấy sẽ được điều tiết dễ chịu hơn rất nhiều. Các bạn tưởng tượng cơ thể mình giống như chiếc xe. Muốn xe chạy thì phải làm nóng động cơ, rồi đạp chân ga và chạy. Khi ấy, tuổi thọ của xe sẽ được bảo đảm nếu được khởi động và chăm sóc kỹ càng. Kỷ lục của mình là bài tập squat 1.000 reps, trong đó 10 set tập, mỗi set 100 reps. Tự phá vỡ kỷ lục của bản thân là điều mình yêu thích và tìm mọi cách để bản thân tốt hơn hôm qua, dù chỉ làm 1% tiến về phía trước. Và theo như James Clear, tác giả cuốn sách bestseller Thói quen tí hon, Atomic Habits, thì chỉ cần bạn làm tốt hơn ngày hôm qua 1%, bạn sẽ gặt hái được kết quả về lâu dài. Hãy cùng xem biểu đồ dưới đây để biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu như bạn tốt hơn ngày hôm qua, dù chỉ là 0,01% nhé. It is so easy to overestimate the importance of one defining moment and underestimate the value of making small improvements on a daily basis. 4. Tắm nước lạnh. Sảng khoái và tỉnh táo là hai từ mình có thể miêu tả ngay lúc này. Tập xong mình rửa tay thật kỹ và tranh thủ skincare một chút. Các bạn nhớ dùng kem chống nắng nhé.
vì da của chúng ta rất dễ bị lão hóa và tổn thương bởi bức xạ khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Qua màn hình điện thoại máy tính, nhiều người nghĩ rằng ở trong nhà không cần kem chống nắng. Mình sẽ để link nghiên cứu cuối bài để các bạn đọc thêm. 5. Nấu ăn. Mình hay phụ trách nấu bữa sáng cho cả nhà. Từ tối hôm trước, mình sẽ hỏi cả nhà muốn ăn gì để tranh thủ đi chợ hoặc là chuẩn bị đồ nấu. Bữa sáng là bữa quan trọng nhất của gia đình mình. Mình sẽ chia sẻ với ba mẹ lịch trình làm việc hôm nay. Con gái sẽ viết bài blog về vấn đề này. Ba mẹ có góp ý gì không? Ba mẹ thấy bài podcast hôm nay thế nào? À, trong lúc nấu, mình hay mở podcast của Spider Room hoặc là playlist nhạc cổ điển. Buổi sáng thì mình thường nghe Mozart. Nấu ăn với mình là một niềm vui khi được ngắm nhìn ba mẹ và em trai thưởng thức thành quả của mình. Ban đầu mình cũng từ vụng về lóng ngóng, nhưng sau dần mình hiểu tại sao mẹ lại có thể giữ lửa gia đình. Đó là nhờ những bữa cơm giản dị ấm áp, cơm ngon, canh ngọt, chẳng cầu kỳ, nhưng đủ để mình cảm thấy thật hạnh phúc khi được ăn một bữa cơm tràn chứa tình yêu thương. 6. Set up lịch trình. Mình luôn định vị bản thân mình là một CEO cho một công ty của riêng mình. Quản trị bản thân là điều khó nhất nên mình muốn tận dụng thời gian một cách hiệu quả. Dành ra khoảng 20 phút, lấy bút ra và lập to-do list. Với các đầu việc quan trọng, mình sẽ chọn 3 công việc mỗi ngày. Ví dụ, viết blog, soạn thảo hợp đồng, số hợp đồng, nghiên cứu hồ sơ, đọc sách. 7. Đi làm. Hiện tại mình mới học năm 3, đồng thời là thực tập sinh của một công ty luật chuyên về sở hữu trí tuệ. Ngoài việc chính ra, mình còn vận hành một dự án viết và mô hình kinh doanh nhỏ nhỏ. Đợt này thì mình đã hoàn thành kỳ 2, nên thực tập full time tại công ty. Mình rất yêu nơi này, nơi có các anh chị sếp nhiệt tình chỉ bảo, luôn đón nhận những góp ý của mình trong quá trình làm hồ sơ, cũng như là lên chiến lược marketing cho dự án, nơi có những người cộng sự, có thể sẵn sàng sẻ chia những chuyện ngoài công việc để hỗ trợ lẫn nhau. Dù có những lúc họp hành hay tranh luận, các anh chị xung đột quan điểm, thái độ có đôi chút gắt gỏng, nhưng mà không sao, lát ra khỏi phòng họp, mấy chị em lại ôm nhau cười khúc khích vì biết đây là tật xấu của những con người có chỉ số IQ cao. Lắng nghe cuộc so tài của các tiền bối, mình cũng học hỏi được nhiều điều. Và đặc biệt trong công ty còn có phòng tập gym, nên sau giờ nghỉ trưa mình cũng hay ra đó chạy bộ chừng 30 phút để buổi chiều sảng khoái làm việc. Sau này khi có công việc ổn định, mình cũng mơ ước được làm việc trong một môi trường năng động và nhiệt tình như thế. Buổi trưa, mình ăn cơm tại công ty và nghỉ ngơi một chút, mình sẽ đọc sách hoặc là nghe nhạc nhẹ nhàng. Mình thích khoảng thời gian yên tĩnh một mình lúc này vì đây là thời điểm mà năng lượng của mình xuống thấp. Mặc dù mình thích cuốn sách Never Eat Alone của Keith Ferrazzi, nhưng nếu là một ngày trong mơ, mình chỉ muốn đi ăn một mình. Tất nhiên ngày thường mình thỉnh thoảng có đi cùng đồng nghiệp trò chuyện, nhưng khi alone thì là lúc mình cảm thấy bình yên nhất. Buổi chiều, thường mấy 8 giờ thì mình mới về đến nhà. Trên đường về thể nào cũng sẽ gặp cảnh tắc đường đất chật người đông. Nhưng mà mình sẽ không ước rằng sẽ không còn tắc đường nữa. Ok, tôn chỉ của mình để tránh lãng phí thời gian khi tắc đường đó là nước sôi có thể làm mềm khoai tây, nhưng có thể làm cứng trứng. Không quan trọng hoàn cảnh thế nào, quan trọng là bản lĩnh nội tại bên trong. Mình sẽ nghĩ về một ý tưởng nào đó của bài blog tiếp theo hay là hát một bài hát mình thích. Cách thứ hai mình thấy cực kỳ xả stress. Thậm chí có lần dừng đèn đỏ, mình vẫn hát mà mấy bác đỗ bên cạnh nghe được cứ khen là nghe cháu hát thấy yêu đời hẳn lên. Mình mỉm cười, cháu cảm ơn bác ạ. Nhưng mà nếu giọng bạn không hay lắm thì mình khuyến nghị là cứ hát đi nhé. Cứ sai đi vì cuộc đời cho phép, mà bạn có sai gì đâu. Cuộc sống là để thử và sai mà. Buổi tối. 8. Tập đàn. Violin và ukulele là những cây đàn mà mình yêu quý nhất. Một ngày dù bận đến mấy thì mình cũng sẽ dành ra khoảng 45 đến 60 phút để tập. Sau khi ăn cơm và dọn dẹp, mình sẽ chơi một chút. Nếu bạn có sở thích riêng như là vẽ tranh, chụp ảnh hay bất kỳ điều gì, bạn nên dành thời gian mỗi ngày cho nó, bởi giây phút thư giãn ấy sẽ giúp bạn cảm thấy cuộc đời mình thật đáng sống. Bạn thích vẽ, nhưng mà bạn vẽ không đẹp. Cứ vẽ đi, nếu điều đó khiến bạn hài lòng. Nếu cứ để sự tự ti cản bước bạn, sẽ không bao giờ bạn dám làm những điều mới mẻ đâu. 9. Đọc sách. Đây là khoảng thời gian mình dành tặng cho bản thân tự học và phát triển nội lực tự thân. Bởi lẽ mình muốn output, viết, thì mình phải input, đọc mỗi ngày. Không chỉ là đọc sách, mình còn tham gia thêm các khóa học online, tham gia thảo luận với cộng đồng của mình.
Đợt này mình chuẩn bị ôn thi IELTS vào đầu năm sau, nên mình sẽ tìm đọc thêm các bài báo tiếng Anh để mở rộng vốn từ và luyện reading. Viết nhiều hơn để rèn các kỹ năng lập luận, phân tích. Với mình, học là quá trình khai phá và nhận ra sự rỗng tuếch của bản thân, nhưng lại là niềm vui và sự giác ngộ khi biết rằng mình không biết gì cả. Điều đó thôi thúc mình cần phải đọc, phải học và trải nghiệm nhiều hơn nữa. Sách mình đọc không giới hạn thể loại. Mình tin rằng mỗi một thể loại lại có cái hay, cái không hay. Khi đọc, mình sẽ check note lại những câu quote mà mình tâm đắc. Khi học và làm việc, mình thường áp dụng phương pháp Pomodoro và mình sẽ viết riêng một bài về việc mình áp dụng phương pháp này, tại vì bài này hơi dài mất rồi. 10. Đi ngủ sớm. Muốn dậy sớm, hãy đi ngủ sớm. Câu thần chú của mình đó là tắt wifi. Vì mình muốn ngủ đủ giấc, nên mình phải đi ngủ sớm là điều tất yếu. 10:30 mình đi ngủ, tất nhiên là sau khi skincare cẩn thận. Skincare nhắc nhở mình yêu thương bản thân. Cảm ơn cậu nhé, hôm nay cậu đã vất vả rồi. Mình hãy tự nói chuyện với bản thân trong gương. Ngày hôm nay của cậu thế nào? Tớ hạnh phúc, tớ lo lắng, tớ bình an. Mình sẽ chấp nhận tất cả cảm xúc của bản thân, dù tích cực hay tiêu cực. Nếu không thể thoát khỏi suy nghĩ tiêu cực, thì mình sẽ viết. Sau đó mình sẽ ôm bé Dino, là bé khủng long bằng bông của mình đi ngủ. Cảm ơn bạn đã kiên nhẫn đồng hành với mình trong một ngày bình thường và cũng là một ngày trong mơ. Trong mơ mà chẳng khác hiện thực là bao, đó là điều khiến mình cảm thấy mãn nguyện và hạnh phúc. Các bạn sẽ thắc mắc rằng làm sao để có thể rèn luyện nhiều thói quen như thế? Làm sao để có thể làm được như thế? Ngày trước mình cũng từng như các bạn, là một cô bé cá tính sống và làm việc theo ý mình, không nguyên tắc, không kỷ luật của bản thân. Quá trình trưởng thành và vấp ngã khiến mình nhận ra nếu mình không kỷ luật với chính mình, người khác sẽ đến và đeo xiềng xích kỷ luật lên mình. Đó chỉ là vấn đề thời gian. Quản trị bản thân là một trong những bước quản trị khó nhất, nhưng bạn xứng đáng là một CEO quyền lực nhất, bản lĩnh nhất trên hành trình chiến thắng chính mình. Mình không dám chắc khi có được những thói quen này, các bạn có thể trở thành người nổi tiếng hay là người thành công, nhưng mình tin chắc rằng các bạn sẽ có một cuộc đời viên mãn và hạnh phúc. Hạnh phúc ở ngay đây, trong giây phút này. Hãy bắt đầu từng thói quen một, từ từ và chậm rãi. Thói quen cần thời gian để hình thành và duy trì ổn định. Nếu có thể, bạn hãy tìm đọc cuốn Atomic Habits nhé. Những chia sẻ trên là câu chuyện cá nhân mà bản thân mình đã và đang làm. Nếu điều đó có thể giúp ích cho cuộc sống của bạn, dù chỉ là một chút xíu thôi, cũng đã là niềm hạnh phúc nho nhỏ của mình rồi đấy. Ngoài kia, mặt trời bắt đầu ngày mới bằng những tia nắng sớm. Bạn đã bắt đầu cuộc sống của mình bằng những thói quen nhỏ hàng ngày chưa? Have a nice day! Stay strong and positive nhé! Hy vọng rằng các bạn sẽ thích video lần này. Đừng quên ấn like, share và ấn subscribe nhé! Và nếu các bạn cũng thích những nội dung như trên, hãy đăng nhập vào spiderroom.com để tìm đọc thêm. Và mình là Khánh Linh. Bye!